Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. One Piece hiện tại đang có diễn biến rất hấp dẫn khi mà tại đảo Egghead, mặc dù trận chiến giữa đô đốc Kizaru và tứ hoàng Ruffy đã tạm kết thúc, nhưng sự xuất hiện của thành Shaten thực sự khiến chúng ta phải đau đầu khi mà ngay cả Sanji và Franky đều bị gục ngã. Tứ hoàng Ruffy thì đang bị tác dụng phụ ảnh hưởng từ Gear 5 nên không thể chiến đấu được. Vậy thì ai sẽ là người cứu băng mũ rơm? Ngoài ra, các đoạn hồi tưởng hấp dẫn nhất đã xuất hiện, đó là hồi tưởng về sự kiện tại thung lũng tử thần God Valley. Sau 2 tuần One Piece bị hoãn thì bây giờ tác giả đã quay trở lại với chương 1096 mới nhất. Nơi đây sẽ cho chúng ta xem những gì tiếp tục xảy ra ở đoạn hồi tưởng của Bartholomew Kuma ở God Valley. Chúng ta sẽ được tìm hiểu thêm về thánh Shaten cũng như thánh Fearland Garling. Ngoài ra, với những tin tức mình mới cập nhật thì cuối cùng chúng ta cũng biết về nguồn gốc của trái ác quỷ thần thoại mà Kaido và Kuma có trong chương 1096. Chương mới này tiếp diễn sự kiện giải đấu săn người được tổ chức bởi đám Thiên Long Nhân. Chúng coi nô lệ là mục tiêu săn bắn trong cuộc thi này. Ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với những tin tức mới nhất về spoil của chương 1096. Chương này có tựa đề Kumachi. Chương này mở đầu với khoảnh khắc Ivankov và Kuma cùng với Ginny bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát khỏi thung lũng chúa. Kế hoạch của họ là đánh cắp trái ác quỷ từ giải thưởng chính của giải đấu săn nô lệ. Sau khi ăn trộm được trái ác quỷ, họ sẽ ăn nó để có năng lực trái ác quỷ. Nhóm mày tặc Rock sau đó đã đến God Valley. Cả băng đều xuất hiện trong chương mới này. Có một số gương mặt quen thuộc xuất hiện trên đảo như Kaido, Big Mom và thậm chí cả Garp. Ông ấy đã được gửi đến đó. Một sự thật khá thú vị sau đó xuất hiện trong chương này. Hóa ra bà Neon, một trưởng lão đến từ bộ tộc cư gia trên đảo Amazon Lily, là thành viên cũ của băng ở tạc Rocks. Giải thưởng chính trong giải đấu săn bắt chính là vô số trái ác quỷ. Một trong số đó là trái ác quỷ sau này thuộc sở hữu của Kuma và Kaido. Sau khi Ivankov và Kuma lấy được chiếc dương chứa trái ác quỷ thành công, Ivankov đã phải đối mặt với Big Mom. Big Mom đến và đối mặt với Ivankov. Bà ta lấy được trái ác quỷ mà Ivankov đang giữ, trái thanh long của Kaido. Đồng thời một trái ác quỷ khác là trái Popo mà Big Mom muốn chiếm giữ đã bị Kuma ăn thành công. Điều này buộc Kuma phải đối mặt với ngũ lão tinh Shaten. Cùng lúc này thì băng Roger cũng đã tới và trong chương này chúng ta thấy Roger xuất hiện như thế nào ở God Valley. Điều thú vị là Roger xuất hiện với chiếc mũ rơm mà ông ta sở hữu trước khi chuyển nó cho Shanks và giờ thuộc về Ruffy. Trong khoảnh khắc hồi tưởng về sự kiện God Valley, chúng ta không thấy được toàn bộ câu chuyện. Chúng ta sẽ chỉ thấy cảnh phe phái đang tụ họp và rồi chuyển cảnh đến vương quốc Sobek, nơi Kuma, Ivankov và Ginny đã trốn thoát. Tin vui là tuần sau One Piece sẽ không bị hoãn. Điều này có nghĩa là chương 1097 sẽ được phát hành theo lịch trình bình thường. Đánh giá sơ bộ thì chương này xác nhận một số điều mà mình đã dự đoán từ trước, ví dụ như về giải thưởng từ giải đấu ở God Valley. Trong chương 1095, có nhiều dương kho báu khác nhau xuất hiện đằng sau người tổ chức giải đấu. Và đúng như mình dự đoán, những chiếc dương này chứa đầy trái ác quỷ. Với việc biết về trái ác quỷ, Kuma và Ivankov đã lên kế hoạch sử dụng trái ác quỷ để trốn thoát khỏi đảo God Valley. Việc phần thưởng trong dương kho báu là trái ác quỷ rồi cũng trở thành động lực để bằng người tặng Rock đến God Valley. Hãy cùng chờ đợi phần tiếp theo, cũng như là tiết lộ chi tiết nhất về chương 1096 để cùng phân tích kỹ sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.